Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vai trò của Bộ Nông nghiệp ở đâu trong cuộc chiến giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ở đấu trường xuất khẩu gạo? Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo điều tra về dấu hiệu tiêu cực trong quản lý hoạt động xuất khẩu gạo 400.000 tấn gạo thời gian qua mà báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp nêu nghi vấn. Cũng trong ngày 20 tháng 4 năm 2020, ông Đinh Tiến Dũng còn có công văn số 4764 trên BTC VP gửi cho cấp dưới là Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong xuất khẩu gạo của Tổng cục Hải quan. Tiêu cực ở Tổng cục Hải quan nhiều không thể đếm xuể, không ai không biết, ông Đinh Tiến Dũng lại càng không thể không biết. Tày trời như vụ 230 kg heroin trị giá 300 triệu đô la lọt qua Đài Loan dưới thời Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Lê Kiên Trung với lý do sập trời là máy soi hỏng. Vậy mà còn chìm nghỉm được thì công văn để cho Tổng cục Hải quan tự thanh tra chắc chắn sẽ là vô tội. Nay Bộ trưởng Bộ Tài chính nhờ Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào cuộc điều tra thì cái đích là Bộ Công Thương chứ không phải là Tổng cục Hải quan. Việc tiêu cực trong xuất khẩu gạo từ phía Bộ Công Thương không cần phải bàn cãi, điều lạ là Tổng cục Hải quan làm ngơ trước lệnh của Bộ Tài chính. Vốn là ngày 10 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 4355 BTC-QLG gửi Bộ Công Thương. Trong đó đề nghị các doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ được xuất khẩu gạo sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ và sớm nhất là từ 15 tháng 6 năm 2020 trở đi mới được xuất khẩu gạo. Công ty Intimex và công ty Vinafood là hai trong số 5 công ty chối bỏ trách nhiệm cung cấp gạo dự trữ quốc gia sau khi trúng thầu. Vậy mà Tổng cục Hải quan làm ngơ cho Interfax Max mở tới 102 tờ khai xuất khẩu 96.234 tấn gạo, chiếm 25% hạn ngạch gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 4 năm 2020. Công ty Vinafood cũng từ chối trách nhiệm cung cấp 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia sau khi đã trúng thầu nhưng lại được cấp phép xuất khẩu 7.500 tấn gạo. An ninh lương thực quốc gia chả đáng mấy xu trong mắt của Intimex, Vinafood và Tổng cục Hải quan. Chiếu theo công văn số 4355 BTC-QLG ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính thì Tổng cục Hải quan không thể cho phép Intimex và Vinafood xuất khẩu gạo vào 0 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020. Tại sao Tổng cục Hải quan vẫn cho phép? Chắc chắn nước cờ của Tổng cục Hải quan đã được tính trước. Sau công văn của Bộ Tài chính, nhiều người đang hy vọng với điều tra của Bộ Công an trong vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo thì kẻ có tội phải bị trừng trị. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở đâu? Cuộc chiến ở đấu trường xuất khẩu gạo giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thắng thua đều chưa đến bất lợi cho người nông dân. Bởi vì cuộc chiến này một mặt không đưa tới lời giải dứt điểm nhanh chóng cho bài toán dự trữ gạo quốc gia. Ở mặt khác lại làm trì hoãn việc xuất khẩu gạo, gây thêm tổn phí và làm ảnh hưởng đến người nông dân đang cần bán gạo khi mùa đang thu hoạch. Ở đây không thể không đề cập đến trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Nông nghiệp là nơi sản xuất ra lúa gạo, sao lại để cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính canh cửa xuất khẩu gạo? Tại sao ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường không mạnh mẽ đấu tranh cho việc xuất khẩu gạo, lại để cho thị trường xuất khẩu gạo trục trặc như vậy? Đáng ra, ông Nguyễn Xuân Cường phải là nhân vật nổi bật ở đấu trường xuất khẩu gạo. Xuất khẩu gạo là thị trường tiêu thụ sản phẩm của nông thôn. Việc xuất khẩu gạo ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nông dân. Mùa màng thu hoạch, mùa mà lúa gạo không bán được thì không có thu nhập và không khuyến khích được sản xuất lương thực. Vào thời điểm người nông dân cần ông Nguyễn Xuân Cường xông xáo ở đấu trường xuất khẩu gạo thì ông lại im hơi lặng tiếng để cho vai phụ thành vai chính. Ông Nguyễn Xuân Cường nắm được lượng gạo trong toàn quốc. Ông cũng biết kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 là 20,1 triệu tấn lúa sẽ đạt được và kế hoạch cả năm là 43,5 triệu tấn lúa có khả năng sẽ đạt được. Từ đó để thấy xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn gạo trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia. Biết rằng các công ty thương lái thuộc Bộ Công Thương và xuất khẩu phải tuân thủ luật pháp khi qua Tổng cục Hải quan, nhưng không thể thả mặc để cho hai cơ quan này làm đình trệ hay khống chế việc xuất khẩu gạo. Ukraine dự báo niên vụ 2019-2020 được mùa tới khoảng 70 triệu tấn ngũ cốc và Ukraine đã xuất khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc. Khi được mùa thì không thể không xuất khẩu. Trung Quốc có 1 tỷ 350 triệu người, nếu lấy bình quân một người một tháng tiêu thụ 13 kg lương thực thì một tháng Trung Quốc cần 17 triệu 550 nghìn tấn và một năm cần 210,6 triệu tấn lương thực. Trên thực tế thì dự trữ lương thực của Trung Quốc hàng năm trên 200 triệu tấn, nghĩa là Trung Quốc có dự trữ dư thừa cho một năm. Việt Nam hiện có 97 triệu dân. Nếu mỗi tháng trung bình 13 kg gạo trên một đầu người thì Việt Nam cần có 1.261.000 tấn gạo cho một tháng và một năm Việt Nam cần 15,123 triệu tấn gạo. Tính dự trữ tối thiểu trong 2 tháng thì tổng số gạo 2.522.000 tấn. Từ đó mà suy ra số lượng gạo có thể xuất khẩu. Nếu vào trước năm 1975 thì chỉ cần bổ nhiệm một tướng chiến trường, đặc phái viên toàn quyền của chính phủ phụ trách xuất khẩu gạo và tiêu cực trong xuất khẩu gạo sẽ tiêu biến ngay. Nội trong 3 ngày, 200.000 tấn gạo trong các kho thương lái sẽ chuyển sang thành gạo dự trữ cho nhà nước. Trong vòng 7 ngày, gạo tại các bến cảng sẽ được giải phóng hết. Nhưng thật khó để thực thi một chính sách như thế vào giai đoạn hiện nay. Thay vào đó là triền miên tiêu cực của các trận chiến ngầm, thanh tra chẳng bao giờ hết tiêu cực vì nảy mầm trong chính thanh tra. Điều đáng chờ đợi không phải thắng bại của Bộ Tài chính hay Bộ Công Thương mà là thành quả lao động của nông dân phải được đền đáp. Người nông dân sản xuất ra gạo thì gạo phải được bán đi đúng giá, kịp thời cho nội địa và cho xuất khẩu. Được mua càng cần phải xuất khẩu. Trì hoãn quá trình tiêu thụ gạo của nông dân là làm hại cho nông dân và kìm nén sức sản xuất lương thực. Hai ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính không can dự trực tiếp đến nông dân nên có thể tranh đấu mà trì hoãn việc bán gạo. Nhưng đâu rồi một ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn biết bảo vệ quyền lợi của nông dân. Tại sao công hàm của Phạm Văn Đồng là công hàm bán nước? Những ngày gần đây, dư luận quan tâm theo dõi trận chiến công hàm, nhất là nội dung công hàm CML trên 42/2020 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Trung Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Anthony nhằm đáp trả công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Cộng sản Việt Nam với những lời lẽ, với những hàm ý đe dọa. Trong công hàm này, Trung Quốc đã viện dẫn quyền lịch sử để bác bỏ lập trường của Việt Nam và tái khẳng định chủ quyền của mình trên gần như toàn bộ Biển Đông. Điều đặc biệt hơn hết, ngoài cái gọi là quyền lịch sử vu vơ, Trung Quốc còn trưng ra công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Thời điểm đó là Thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thuộc về miền Bắc, để làm bằng chứng rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó. Cuối cùng, Trung Quốc còn kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ quân lính và các cơ sở khỏi các đảo và dạng san hô của Việt Nam đã chiếm đóng bất hợp pháp. Sự đe dọa của Trung Quốc chắc chắn không đưa tới một sự đối đầu quan trọng nào ngoài phản ứng chiếu lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, kết hợp một sự nhún nhường với chính sách 3-0 của chiến lược quốc phòng mà giới tướng lãnh đạo Việt Nam rất tự hào và yêu chuộng. Công hàm CML 42/2020 nói gì? Trích dẫn từ bản dịch đăng trên trang mạng Thời báo.d của Đức như sau. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Trung Hoa ban hành tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải của Trung Hoa, tuyên bố một lãnh hải rộng 12 hải lý và quy định rằng quy định này áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm có quần đảo Hoa Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả các đảo khác thuộc Trung Hoa. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm ngoại giao tới Chu Ân Lai, Thủ tướng Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tuyên bố long trọng rằng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và ủng hộ tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc được đưa vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và rằng Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Việt Nam tôn trọng quyết định này. Trong những năm đầu của thập niên 1970, Việt Nam đã chính thức công nhận rằng Hoàng Sa và Trường Sa luôn là một phần của lãnh thổ Trung Hoa kể từ thời cổ đại. Sở hữu này đã được phản ánh trong các tuyên bố và ghi chú của chính phủ, cũng như các bản đồ, sách giáo khoa và báo chí chính thức của Việt Nam. Trung Hoa luôn phản đối sự xâm chiếm và chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam tại một số đảo và rạn san hô của Trung Hoa ở quần đảo Trường Sa và có hoạt động xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Hoa trong phạm vi quyền tài phán của Trung Hoa. Trung Hoa kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ thủy thủ đoàn và các cơ sở khỏi các đảo và rạn san hô mà họ đã xâm chiếm và chiếm đóng bất hợp pháp. Trở lại chuyện cũ, ngày 4 tháng 9 năm 1958, Bắc Kinh đã cho công bố bản tuyên bố về lãnh hải, trong đó điều 1 quy định về bề rộng của lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, bao gồm Đài Loan và các đảo phụ cận của quần đảo Ven Su, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa và quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo phụ thuộc khác của Trung Quốc. Tây Sa, Si Ha và Nam Sa là Nan Sa. Trong bản tuyên bố là cách nói của Trung Quốc chỉ về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó 10 ngày, tức ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Thủ tướng của Việt Nam là Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhanh chóng gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc, trong đó thông báo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tán thành và tôn trọng bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý. Sự ủng hộ nhanh chóng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó đã trở thành bằng chứng ngàn vàng cho tham vọng bá quyền của Bắc Kinh trong những cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai bên sau này. Chính phủ của Phạm Văn Đồng đã vô tình hay cố ý mắc mưu của Bắc Kinh khi ở điểm họ quy định bề rộng của lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, bao gồm có quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa. Người ta có quyền nghi ngờ chẳng lẽ các lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam lúc đó không ai nhìn thấy điểm này. Bởi vì theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, các quốc gia ven biển có chủ quyền mở rộng vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý từ 370 km từ vùng tiếp giáp lãnh hải theo quy định của mình và không quá 350 hải lý, tương đương với 648 km nếu tính cả thềm lục địa từ đường cơ sở. Trong trường hợp của Trung Quốc nêu trên, nếu lãnh hải 12 hải lý bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì từ các đảo của hai quần đảo này Trung Quốc ít nhất đã giành được chủ quyền rộng thêm 200 hải lý, chưa kể thềm lục địa. Nói cách khác, Trung Quốc thâu tóm Biển Đông trong tay mình, dù cho Việt Nam có tuyên bố chủ quyền 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế từ vùng tiếp giáp lãnh hải của mình, cũng chỉ tạo ra một sự chồng lấn rất khó giải quyết bằng thương lượng song phương, cù cưa, cù nhầy, vì thế mạnh áp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Cho nên khi tán thành và tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc, Hà Nội phải hiểu, hay sau này mới hiểu, là họ đã tán thành và tôn trọng luôn vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Hoàng Sa và Trường Sa, núp sau hai chữ bao gồm. Rõ ràng đó là cái bẫy của Trung Cộng mà khi Việt Nam rơi vào khó có đường vùng vẫy để thoát ra. Lần này, trong phản ứng mới nhất, Bắc Kinh lại sử dụng công hàm của Phạm Văn Đồng như một lá bùa khiến cho Việt Nam lâm vào cảnh ngậm bùa hòn làm ngọt. Trước đây cũng có dư luận bàn về chính trị pháp lý của công hàm của ông Phạm Văn Đồng. Ngay cả Hà Nội cũng cho rằng công hàm này không hề công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc, vì trong bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 không có chỗ nào Trung Quốc nói tới hai quần đảo này. Lập luận thô thiển này lại càng chứng tỏ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn cố tình mù mờ về Trường Sa và Hoàng Sa mà Trung Quốc đề cập trong điều 1 bản tuyên bố của họ. Còn nếu nói công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý vì trong bối cảnh lịch sử năm 1958 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không quản lý hai quần đảo này, vậy thử hỏi tại sao Hà Nội không phản đối mà lại nhanh chóng tán thành lãnh hải của Trung Quốc 12 hải lý bao gồm hai quần đảo không phải của mình? Trong bất cứ trường hợp nào, Hà Nội cũng khó phủ nhận chữ ký của ông Phạm Văn Đồng vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kẻ kế thừa mọi mặt của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tương tự như vậy, năm 1974 miền Bắc đã thẳng thừng từ chối cùng với Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa như một cử chỉ lệ thuộc và lo sợ làm Bắc Kinh nổi giận, nhưng sau đó được giải thích là Trung Quốc chỉ giữ dùm. Trong thực tế, công hàm Phạm Văn Đồng chỉ có thể bị triệt tiêu giá trị pháp lý khi Việt Nam điều chỉnh được hướng đi trong một thể chế dân chủ không cộng sản. Vì chỉ có một thể chế như vậy, Việt Nam mới có thể thoát khỏi sự toàn trị của Đảng Cộng sản, tức thoát khỏi sự ràng buộc phi lý của một công hàm được ký một cách mù mờ nhưng nặng tình xã hội chủ nghĩa anh em. Chẳng qua năm 1958, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tồn tại như một thuộc quốc của Trung Hoa Cộng sản, đang ráo riết vận động sự yểm trợ về vũ khí, đạn dược để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công miền Nam mà Hà Nội gọi là giải phóng miền Nam. Trước đó, trong thời chiến tranh Việt-Pháp, chẳng những Trung Quốc đã là chỗ dựa vững chắc của miền Bắc về viện trợ kinh tế và vai trò huấn luyện cố vấn chiến thuật tác chiến của Trung Quốc càng làm nổi bật tính cách lệ thuộc của Hà Nội và Bắc Kinh một cách nặng nề. Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi bản tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc ra đời. Hà Nội coi đây như một nhiều cơ hội đền ơn đáp nghĩa, đã vội vàng rơi vào cái bẫy của người bạn quý để ngày nay hơn nửa thế kỷ sau, mỗi khi nghe Trung Quốc dẫn công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng như một minh chứng sự thừa nhận chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc, Việt Nam lại lâm vào tình cảnh của một người há miệng mắc quay. Công hàm Phạm Văn Đồng rõ ràng là một công hàm bán nước, vì một khi các lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt cố tình gắn chặt số mệnh dân tộc vào nước Tàu thì sự hiến dâng chủ quyền đất nước cho ngoại bang chỉ là vấn đề thời gian. Mới một đợt thanh tra, Phó Bí thư Trà Vinh đã gần 100 lãnh đạo bị đề nghị kiểm điểm vì trục lợi chính sách. Chỉ trong một đợt thanh tra, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng với gần 100 cán bộ lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã bị đề nghị kiểm điểm hoặc có hình thức kỷ luật vì trục lợi chính sách. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 dẫn công bố của thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận thanh tra về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng từ năm 2011 đến năm 2016 ở 7 huyện, thị gồm Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và thị xã Duyên Hải. Theo kết luận, thanh tra tỉnh đã đề nghị kiểm tra trách nhiệm đối với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, ông Thạch Phước Bình, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, ông Đoàn Minh Phương và ông Kiên Văn Dung, cùng là Phó ban nội chính tỉnh ủy, ông Lê Thanh Bình, Bí thư thị ủy Duyên Hải, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, cùng hàng chục cán bộ lãnh đạo huyện, sở ngành của tỉnh vì đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ trục lợi chính sách gây thất thoát, thất thu ngân sách cho nhà nước hơn 11 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ cho hay thanh tra tỉnh Trà Vinh đã tổ chức điều tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có công cải thiện nhà ở tại huyện, thị nêu trên sau khi 13 người trong đường dây trục lợi chính sách ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, khiến thiệt hại số tiền 120 tỷ đồng. Theo kết quả thanh tra, 7 huyện nêu trên có tổng số 40.445 gia đình là đối tượng chính sách, nhưng hồ sơ được miễn giảm tiền sử dụng đất có 310 hồ sơ với tổng số tiền được miễn giảm là gần 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra, cơ quan hữu trách đã phát giác có 55 hồ sơ bị các cán bộ lợi dụng đưa vào không phải là người trực tiếp hưởng lợi, làm thất thu ngân sách nhà nước gần 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 50 hồ sơ do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị ban hành các quyết định cho miễn giảm tiền sử dụng đất cao hơn mức quy định, sai tỷ lệ 0% miễn giảm để trục lợi, và một hồ sơ do chi cục thuế huyện thông báo thuế thiếu tiền sử dụng đất, làm thất thu ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng. Chưa hết, có 2 hồ sơ cùng với gia đình chính sách được miễn giảm tiền sử dụng đất đến 2 lần, làm thất thu ngân sách hơn 107 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gây thất thu ngân sách nhà nước cần phải thu hồi hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt khuyết điểm của nhiều lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện để xảy ra sai phạm, như cho gia đình chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất trong khi họ đã được hỗ trợ nhà tình nghĩa, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát để một số cán bộ, công chức, nhân viên thiếu gương mẫu và người khác lợi dụng chế độ chính sách để được miễn giảm không đúng nhằm thu lợi bất chính. Từ những sai phạm nêu trên, thanh tra kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật 12 người trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện để xảy ra sai phạm, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật 30 người, kiểm tra trách nhiệm 46 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 5 người có liên quan đến sai phạm. Thanh tra tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị chuyển sang công an điều tra làm rõ 18 hồ sơ liên quan đến 13 người là chủ đất và 9 người là cò đất đã cấu kết với nhau trục lợi chính sách, gây thất thu cho ngân sách. Trong đó, nhiều cán bộ môi giới là cán bộ chi nhánh văn phòng ghi danh đất đai, giáo viên công an tỉnh Trà Vinh, cán bộ bệnh viện đa khoa của tỉnh này. Khởi tố vụ án gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng tại công ty gang thép Hà Tĩnh, toàn bộ do Trung Cộng đảm nhiệm. Dự án nhà máy liên hợp gang thép thị xã Kỳ Anh do công ty gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với mức đầu tư 2.115 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, hiện chỉ còn là một đống sắt vụn, cây cỏ mọc tùm. Dự án gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh với số tiền 1.554 tỷ đồng và 164.889,85 USD. Sáng ngày 24 tháng 4, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định số 2 khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng có liên quan. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 5 năm 2007, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Mitchaco Hà Tĩnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Lợi, Công ty Cổ phần Mengen thuộc Mitchaco Hà Tĩnh đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh. Các cổ đông góp vốn gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Lợi góp 85% vốn điều lệ, Mitchaco Hà Tĩnh góp 12% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Mangan góp 3% vốn điều lệ. Ngày 6 tháng 6 năm 2007, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của công ty này gồm khai thác quặng sắt, sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm chế biến xỉ và ferromangan, bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu. Ngày 15 tháng 6 năm 2007, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh được Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cấp giấy chứng nhận đầu tư số 2822100002, tên dự án nhà máy liên hợp gang thép, công suất 250.000 tấn một năm, địa điểm khu công nghiệp Vũng Áng 1 thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Dự án khởi công vào tháng 6 năm 2007. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay có nhiều sai phạm như năng lực tài chính của chủ đầu tư, chỉ định thầu, cho vay vốn không đảm bảo điều kiện. Bên cạnh đó, do sự biến động của thị trường nên dự án dang dở gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh với tổng số tiền 1.554 tỷ đồng và 164.889,85 đô la. Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 366 về việc chấm dứt hoạt động thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn năm do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Lý do nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư, cam kết thực hiện dự án tại hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các quy định tại chứng nhận đầu tư, các giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Theo Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây thất thoát cho nhà nước và các tổ chức tín dụng. Toàn bộ thiết kế nhà máy liên hợp gang thép do Trung Quốc đảm nhận, dự án đầu tư nhà máy liên hợp gang thép do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ 16 tháng 6 năm 2007 tại khu đất vàng rộng 25 hectare thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng. Toàn bộ phần thiết kế nhà máy do Tổng viện Thiết kế Mã Gang Trung Quốc đảm nhận. Phần thi công cũng thuộc về nhà thầu Trung Quốc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Môn, Thượng Hải thuộc Tập đoàn Kinh tế Ngoại thương và Hợp tác Công nghệ Thượng Hải Trung Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO làm thầu phụ. Dự án có tổng mức đầu tư 2.115 tỷ đồng sau điều chỉnh. Đây là một trong những dự án 1.000 tỷ đầu tiên tại Hà Tĩnh. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khi hoàn thành sẽ có công suất giai đoạn 1 là 250.000 tấn thép một năm, giai đoạn 2 nâng công suất lên 500.000 tấn một năm. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, thời gian đầu công ty đã tiến hành xây lắp công trình ở mức khá nhanh. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2009, công ty thi công cầm chừng và tới cuối năm 2010 thì dừng hạn. Tính đến tháng 7 năm 2014, tiến độ dự án chậm gần 4 năm so với tiến độ. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh, trước khi dừng thi công, giá trị khối lượng thực hiện đã lên đến 1.200 tỷ đồng, bằng khoảng 60% giá trị khối lượng công việc của dự án. Vốn giải ngân 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 298,5 tỷ đồng và vốn vay của các ngân hàng là 707 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị, nhưng dự án xây dựng dở dang, nằm đắp chiếu phơi sương bỏ hoang cho đến nay. Được biết, dự án này được triển khai theo hình thức các ngân hàng hùn vốn cho dự án với mức cho vay 85% trên tổng mức đầu tư dự án và chủ đầu tư chỉ là 15%. Ba ngân hàng hùn vốn gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCB. Sau khi Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh thu hồi giấy đầu tư dự án tháng 7 năm 2018, Tòa Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho biết Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh nợ VDB gần 1.300 tỷ đồng, nợ Vietcombank hơn 150 tỷ đồng, nợ BIDV hơn 115 tỷ đồng, tổng nợ là 1.500 tỷ đồng. Do không có tiền trả nên cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh đã tiến hành cưỡng chế kê biên toàn bộ tài sản công trình tại nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi. Tổng toàn bộ số tài sản trên được định giá chỉ có 108 tỷ đồng, bằng 0,072% so với tổng số nợ 1.500 tỷ đồng mà chủ đầu tư nợ ba ngân hàng. Sau đó, ba ngân hàng trên chỉ thu lại được một phần rất nhỏ trong tổng số vốn đã cho chủ đầu tư dự án vay. Hàng ngàn tỷ đồng lại không thu hồi được, đã theo gió mà bay. Dự án còn lại chỉ là đống phế liệu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.